Hi, xin chào quý chú ban, chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên tập số 81 về đồ nghề. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề thì chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship, ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Hôm nay thì em về được khá là nhiều đồ mới anh chị ăn, về những dụng cụ đồ nghề này, kéo cắt cành mới này, kéo cắt cành đẹp nên chị ăn hàng chất lượng. Rồi có một lưỡi dao về anh chị mình mút lại theo cái dáng mình yêu thích ha. Có một cái dao chặt để anh chị mình xài tay phải, một chiếc máy đánh bóng nha chị ăn. Máy đánh bóng cốt dài về anh chị mình xài thì cái này là xài được cực kỳ bền ha. Bên em cũng đang sử dụng chiếc máy đánh bóng cốt dài để vệ sinh hàng. Rồi một chiếc viên đá mài ha chị ăn, viên đá mài rất là mới còn nguyên zin của hãng Hitachi, độ rít là 1.000, anh chị mình sẽ sử dụng cho bước hoàn thiện. Rồi em xin đi vào chi tiết tập số 81, bắt đầu từ mã 372 luôn. Đầu tiên em lên combo những cái nhíp nha chị ăn. Cái này thì hàng tuyển ha, rất là đẹp và chất lượng thép khung rỉ của Nhật, mã số là 372, giá là 120 một bộ, gồm có 3 cây ha. 372 cây này là size dài hết nha chị ăn. Đây là thép khung rỉ của AA này, anh chị mình thấy rất khít nha. Đó, chiều dài cây này chắc phải tầm khoảng 15 rưỡi. Này 15.5 cm nha chị ăn. Thứ hai là một cây của hãng là Yamara của Nhật ha. Dòng này thì anh chị mình thấy cái mình nó rất là dày, dày và mới nha. Cái này dày và mới. Chiều dài tầm khoảng là 16 rưỡi nha chị ăn. 16 rưỡi và lưỡi cũng khít nha. Đó, lưỡi khít. Rồi cây thứ ba là một cây mạ kháng rỉ nha chị ăn. Cây này là thép khung rỉ luôn và sơn một nốt sơn tĩnh điện màu đen bên ngoài ha. Hàng chuẩn Nhật hết nha chị ăn, rất là đẹp. Đó, anh chị mình thấy. Rồi cái đầu của nó đây ha. Đầu khít nha chị nha. Chiều dài cây này chắc tầm khoảng là 14 cm hơn. Rồi bộ này ba cây hàng rất là xịn nhưng chị đang cần, rất là chắc chắn của Nhật, mã số là 372, giá là 120 combo ba cây nhíp, để anh chị mình nhíp linh kiện điện tử hoặc là mình nhíp ốc, nhíp cái này mình nhíp hộp xoàn cũng được ha chị ăn, những cái viên đá khi mà mình làm thợ kim hoàn cũng được nha. Rồi mã số 372. 373 em lên một cái 373 lên một cái lưỡi dao, một cây dao ha. 373 thì cái này mình rọc giấy hoặc là mình xài để mình ghép bonsai cũng được, giá là 50.000. Rồi cây này anh chị mình thấy nè, vỏ bên ngoài là bằng thép khung rỉ, có tem nhãn chữ đầy đủ ha. Dòng này gọi là dòng dao gì này mà em quên rồi, của Nhật ha. Đó, cái này mình ghép cành cũng được, ba lớp này anh chị mình thấy, đừng tách lớp vân lưỡi zin nha. Này về anh chị mình mài sơ lại giùm em, bên em chưa có mài bén đâu. Mài sơ lại giùm em nha, mài bén lại. Cái lưỡi ba lớp phun đủ nha chị ăn. Bề mặt ở trên là lớp ốp, ở dưới anh chị mình thấy màu trắng là cái lớp lõi, lõi nha, cái lớp lõi thép nha. Rồi ba lớp mặt đẹp nha chị ăn, nguyên zin đẹp. Rồi cái này chốt giùm em mã số 373, giá là 50.000 một cây dao ba lớp, mình rọc giấy hoặc là mình sử dụng để ghép bonsai cũng được. Dài lưỡi tầm khoảng là 6.5 cm, lưỡi zin nha chị ăn, phun đủ lưỡi, mã số là 373, 50.000. Rồi em lên mã số 374. 374 thì em lên một cây đuôi chuột ha. 374 là một cây đuôi chuột. Cây này thì size là 14 và size 12. Cây này gần như chưa xài nha chị ăn, còn nguyên cái phần tem giấy dán ở trên phần đầu này, nguyên zin chưa xài ha. Top 12 14. Rồi anh chị nào mà mình hay xài đảo chiều 12 14 thì mình mua cây này, vừa vặn ngang vặn dọc được luôn. Chiều dài là 23.5 cm, hàng mới chưa xài nha chị ăn, mới tinh à. Còn cái phần tem này nó không có bị chày hết, nguyên zin đẹp nè. Rồi cái này chốt cho em hàng tốt Nhật Bản 12.14, mã số 374, giá là 150, đuôi chuột ha. Em lên mã 375, mình sưu tầm cũng được nha, hai cây này mình sưu tầm cũng được này. 375 giá là 230, cây này thì xài lướt chút nhưng mà cây này xài lớn, hàng của Super Tool được sản xuất tại Nhật Bản, nước sơn màu đen ha, Made in Japan, RNR. Cây này đẹp nha chị ăn, cây này size lớn, anh chị mình hay vặn ốc 19-24 thì mình sẽ mua cây này, thiết kế giảm trọng lượng này. Đó, cây này mà mình đi lắp nhành ráo mình gõ rất là nhanh anh chị ăn. Cái này anh chị mình sẽ chọc vô những cái khe cho nó khớp, cái khớp nối lại mình sẽ chọc cho nó vô. Còn này mình thể mình đóng cho nó cứng những cái khớp lại ha. Đó, chức năng của cây đuôi chuột này khi mình lắp nhành ráo và cây này size lớn mình lắp rất là nhanh. Hàng rất là mới anh chị ăn, non lành này. Rồi chiều dài của cây 19-24 này là tầm khoảng là 35 cm. Cây này chốt cho em mã số 375, giá là 230. Mình xài giống như một cây búa, búa mình gõ khi mình lắp dàn ráo mình cũng được. Cân nặng là khoảng 680 g, mã số 375. 376 em lên một cây, 376 là một cây tô vít đóng, nhìn trang tô vít đóng của hãng là Vercel, đầu nguyên zin chưa xài, còn nguyên lớp keo phủ ở trên ha, không có bị cấn gì hết, còn nguyên zin lớp keo cán liền lạc ngon lành. Đầu PH3 size lớn nha chị ăn. Rồi cái này mình sẽ đóng những con ốc ở xe ô tô hoặc là những công cụ máy móc lớn nha. Đầu PH3 dùm em và nó khá dài. Cây này chắc phải dài 3 tấc hơn á. Rồi chiều dài của cây này tầm khoảng là 28 cm nha chị ăn, 28 cm.
đó, tầm khoảng 28 xăng, đầu nguyên zin chưa xài, đầu PH3 hàng của Vietcell Nhật Bản nha, Vietcell. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em, nguyên zin chưa xài còn phủ lớp keo bảo vệ luôn, mã số là 376, giá là 150, tô vít đóng PH3 của Vietcell 377. Em lên một cây 377 là một cây kìm nguội của hãng là Mary ha. Xài Mary thì anh chị nào mà mình sưu tầm thì mình biết rồi, kìm Mary xài rất là bền, thép cực kỳ cứng, logo Yorick nội địa Nhật này, no 1050. Cây này thì mặt thép còn nguyên cái chốt của nó, là anh chị thấy nó hình bông hoa ha, nó hình như là bông hoa này, những cái khóe khóe này này, cán liền lạc ngon lành anh chị nha. Cán thì anh chị mình thấy là bóng láng này, mặt trên là những cái vân xước là vẫn còn nguyên zin ram này đó, lưỡi khít nha anh chị nha. Rồi cây này thì họ có xà lướt anh chị nhìn thấy nó hơi có dính keo chút xíu những cái ở trong thôi, chứ còn răng thì còn đều ha. Cái này không biết họ bóp cái gì mà nó dính keo thôi, chứ còn lưỡi cắt đẹp và răng cũng còn đẹp nha, răng rất là đều này. Cây này size lớn chắc phải 21 xăng. Rồi chiều dài 21 xăng, cây kìm nguội của hãng là Mary ha. Cây này thì đầu bằng anh chị mình thấy đẹp này đó, đầu bằng đẹp nha, đầu zin đẹp hết ạ. Rồi cắt tực tực luôn ha, năm này cắt bén rất là bén luôn. Cây này chốt giùm em mã 377, giá 180, kìm nguội của hãng Mary ha, size 21 xăng, đẹp láng đẹp quá mới nè. Em lên mã 378, ở đây em có một cây cờ lê miệng ha. Cây này thì hàng của hãng là KTC, cây này cờ lê 17-21. Cây này thì cái thành phần của nó logo hàng nội địa Nhật và cái mình rất là dày, mình sẽ vặn nó lực nó lớn. Rồi thứ hai là cái thành phần nó có thành phần ngoài chrome vanadium, nó có thành phần nickel nên chị ăn, nên chị mình thấy độ cứng nó sẽ đảm bảo hơn. Cây này thì đầu 17 đẹp nên chị ăn, đầu 17 láng đẹp này đó. Rồi phần đầu 21 thì chị mình thấy dùm em, nó có một cái dấu cấn sơ mặt ngoài ha, chứ còn phần mạ chrome có rất đẹp, hơi có bị thiếu cấn sơ chút xíu bên ngoài thôi, mặt dưới thì đẹp này. Cây này thì mình xài bề nhưng chị ăn, Claim 17-21 của KTC, dòng là có nickel chrome vanadium, chiều dài tầm khoảng 20 xăng, mã số là 378, giá là 100 ha. 37. Rồi hôm nay em có hai cây mỏ led ngàm rộng nha chị ăn. Cây này thì hàng của hãng Fujiza, cây này thì gần như chưa xài nha chị ăn, thiết kế vừa ngàm thẳng vừa có răng. Rồi anh chị mình tìm giùm em là dòng mỏ led giảm trọng lượng ha, thao tác nhanh, không phải giảm trọng lượng và ngàm rộng của hãng là Fujiya. Cây này thì dòng sản phẩm là No FNLA-30, mình sẽ mở tối đa như là được 3 xăng ha. Rồi chiều dài của cây này tầm khoảng là 20.5, size 20. Cây này đẹp anh chị ăn, mạ chrome còn mới tinh. Cây này gần như chưa xài đâu. Thiết kế ngàm răng anh chị ăn, có những cái răng như thế này. Này nó hơi có trong mạ chút xíu như thế này anh chị ăn, không cắn gì đâu. Nó có một cái nốt chóc mạ chứ không có cắn nha, anh chị mình thấy thẳng tắp này. Giờ em sẽ mở ra để anh chị mình xem nó là được bao nhiêu, mở ra được tối đa được bao nhiêu. Thì cái này mình kẹp được tới 34 anh chị ăn, 34 lận. Dòng này thì anh chị mình mở được 34 ly ha. Cái này chốt giùm em mã số 379, giá là 220, đẹp anh chị ăn, mới. Đó. Rồi, em lên mã số 380. Ở đây em có một cây của hãng tốt ha, cây mỏ led cũng là thiết kế 380 nha chị em, giá là 220. Cây này cũng size 20 xăng, thiết kế ngàm rộng và giảm trọng lượng của hãng là Top Nhật Bản, dòng sản phẩm HI30, mình sẽ mở tối đa được là 30 ly ha. Cáp là mở từ cáp là anh chị mình sẽ mở miệng là từ 8 ly cho tới 30 ly này. Cây này thì nguyên zin nha chị em, quá trời mới này, nguyên zin lớp mạ chrome ha, ngàm nguyên zin. Rồi mình sẽ mở tối đa được là 3 xăng nha chị em, 3 xăng và anh chị mình thấy ngàm nguyên zin, không có chưa có xài gì ha. Đây nó hơi có ố chút xíu nha chị em, đó. Chứ còn ngàm là không bị cắn gì hết. Cái này chốt giùm em Top HI30 mã số 380, giá là 220. 381. Rồi ở đây em có một cây cờ lê miệng vòng thiết kế dẹp 381 ha, giá 150, hàng của hãng là Sân Cây, dòng này ít gặp nè, thiết kế rất là mỏng và dẹp luôn. Và cờ lê số 19 ít gặp nè. Thì cái này mình có xài cho xe máy này kia cũng được nha. Và cây này thì anh chị mình thấy ngàm thẳng nè, không cắn dập nha, ngàm thẳng không cắn dập. Đó, ngàm không một con nốt mà bị cấn hoặc là bị dập bể đầu gì hết ha. Rồi thiết kế mỏng như thế này anh chị mình sẽ vô những cái góc kẹt ha. Những cái góc mà nó dẹp dẹp, nó không có được rộng thì mình sẽ sử dụng cây này để mình vô. Rồi cái chỗ này nó nghiêng một góc nó tầm khoảng 30 độ anh chị em, để anh chị mình có vặn nó cũng không có bị vướng. Và ngàm đẹp anh chị nha. Đây anh chị mình thấy bên trong này, này về mình đánh bóng sơ cái vết ố này ra giùm em. Còn lại là không có bị cấn gì hết ha. Rồi cây cờ lê miệng vòng 19 thiết kế dẹp này của hãng là Sân Cây của Nhật là khoảng 25.5 xăng, chốt cho em mã số là 381, giá là 150. 382. Em lên một cây tô vít ha. Đây là một cây tô vít của hãng là Irimo Tây Ban Nha, 382, giá là 120. Cây này thì anh chị mình thấy là ngàm nguyên zin chưa xài nha, cái phần trừ này đều nguyên zin, ram còn nguyên zin ha, mạ chrome còn đẹp. Irimo là của Tây Ban Nha ha, thì anh chị mình thấy
Ở đây có ghi thông số là Irimo 407.09 thì có một anh chị review là xài những cái dòng này rất là ít gặp nhưng chị Hằng, tại vì xài nó bền. Mà hàng bãi về mà được những cây này thì rất là xịn rồi. Nên anh chị nào mình có xài thì Irimo. Tại vì anh chị mình biết là Irimo, những cái công ty của Tây Ban Nha là có gia công hàng cho Mỹ ha. Ví dụ như là Richard Tone là anh chị mình thấy có những cây mỏ lết của Tây Ban Nha có gia công cho Mỹ nha anh chị ha. Nên là anh chị yên tâm xài Tây Ban Nha, chất lượng của tiêu chuẩn châu Âu rồi. Rồi tem nhãn còn anh chị, cây này chưa có xài, hàng mới chưa xài nha. Cây Tovit này thì dài tầm khoảng 23.5 và đầu trừ này anh chị mình xài dùm em là đầu trừ 6 ly. Chốt dùm em 382-120, mới chưa xài. 383. Ở đây em có một cây ha. Đây là một cây Tovit 383. Cây này là hàng Tovit tự động lùn ha, và có nhiều đầu để anh chị mình thay. Hàng của hãng là Anet, thì dòng Anet là cực kỳ cứng, của Anet của Nhật nè. Dòng này là dòng Tovit tự động đảo chiều và có những cái đầu bên trong đủ đầu, và hàng tình trạng là xài lướt vào đầu hai đầu thôi còn đẹp nha. Đầu ví dụ đầu này là đầu PH1, anh chị mình thấy thẳng đẹp PH1 ha. Mình sẽ thay những cái đầu 6.35 ly vô đây. Dài ngắn thì tùy theo cái ý thích của mình với lại cái điều kiện mình xài thôi. Đó. Ví dụ gắn đồ xài đồ dài thì mình gắn cái cây dài vô, cắm vô ha. Đó, trong nó có cục bi nó giữ lại, còn xài đồ ngắn thì mình gắn vô. Đảo chiều ngon lành nha chị ha. Ngược chiều kim đồng hồ, cùng chiều kim đồng hồ nè. Đó. Rồi mình sẽ giữ lại ở giữa nha. Và chị mình thấy không có xoay được. Đó. Rồi. Cây này rất là mới nha. Mực in là in mực in rồi anh chị mình thấy nó còn nguyên zin ở trên này. Này. Anh chị mình thấy ha, đây là đầu, là đầu một đầu là lục giác 1/4, rồi một đầu là cộng 1 cộng 2 cộng 3 ha, và đầu -4 -5 -6 made in Japan, tổng thể là 6 đầu nha chị em. Đầu 6 đầu. Còn cái đầu này là cái đầu 6.35 ly là 1/4 này, đó là cái đầu thông dụng ha. Đó. Rồi. Cây này rất là mới ha, màu trắng và màu kiểu màu trắng ngà và màu đen. Còn rất là mới anh chị, tại vì cái phần mực mà nó không có bị phai, bị sờn gì hết ha, còn nguyên zin. Đây, 6 đầu nha chị em, thì cái đầu PH1 em gắn ở đây này. Rồi cái này đầu là -4 -5 -6 nha chị em, và đầu PH1, PH2, PH3. Đây là đầu PH2 còn nguyên zin chưa xài nha chị. Đầu PH3 thì có xài lướt chút xíu nha. Hàng hóa em view rất là kỹ ha. Đầu -4 -5 và -6. Là cái đầu này em nối nha. Đây là bộ 4-5-6 đây nha chị em, đủ đầu. Rồi, bộ này anh chị mình chốt giùm em Tovit lùn đảo chiều của hãng Anet của Nhật. Cái này chốt giùm em mã số là 383, giá là 240. Rồi, em lên mã 384 thì em lên một bộ khẩu, gồm bộ khẩu 1/2 gồm có 4 cây và một cái giá để khẩu hăng, và một số cái đầu để anh chị mình để khẩu kèm theo. Cây này là hàng của Roto của Mỹ ha, mã số là 3844, giá là 320 nha. 4 khẩu, cây này anh chị mình thấy mới tinh này, đầu nó mới tinh ha. Đó. 1/2 nha chị em, 4 giá, một cái giá và kèm theo là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cái chân để khẩu ha. Và 4 cái size lớn này thì anh chị mình xài cho máy móc lớn ok này. Rồi đầu tiên cái này size 24 nè, hàng mới chưa xài nè anh chị. 22 này, mới này, đó. Rồi cái này số 19 nè, đây, Roto của Mỹ nha, Roto của Mỹ đàng hoàng, đẹp nha chị em. Còn đây là số 10 21 giùm em. 4 size rất là lớn ha. Này anh chị mình mua về xài ngon lành, cực kỳ bền. 19, 21, 22 và 24 hàng của Roto của Mỹ. Đó. Rồi, mới tinh nha anh chị ăn, giống như nó còn nguyên lớp keo rồi đó. Rồi, quá trời mới luôn. Rồi 4 cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 384, giá là 320 ha. 4 khẩu và giá để khẩu gồm có 10 cái chân để anh chị mình để khẩu 1/2 của Roto của Mỹ. Mã số 384 giùm em. Mã 384. 385. Rồi, ở đây em có một cái 385 là em có cái này là một cái phun sơn nha chị em, phun sơn W Iwata W100. Cái này là W100 là dòng lớn này. Đó, cái chỗ này anh chị mình sẽ điều chỉnh nha. Đó, điều chỉnh cái độ tia cái sơn ra, tia cái phun sơn ra, mình sẽ điều chỉnh. Anet Iwata ha, W100 dòng phun sơn. Ngon lành nha chị em. Màu cái phần mà bằng nhôm còn ngon lành này. Đây nó có một cái gì nữa này. À cái này là chị mình gắn cái bình sơn vô thì em bán tình trạng như thế này thôi ha. Cây này thì hoạt động trơn tru ngon lành. Đầu đẹp nha chị em, để em view cái đầu cho anh chị mình xem. Iwata là W100 nha chị em, để em coi cái đầu nó coi.
đầu bếp là mục chấm, nhưng chị ăn cây đào lầu thì còn rất là mới luôn. Cái đầu bếp mục chấm và đầu rất là mới anh chị nha. Đây anh chị mình thấy cái đầu bếp của mục chấm mà nó mới nè, đó. Đáp lưu ha, 1.00, đầu rất là mới nè. Ok nha anh chị ăn, đẹp nha anh chị nha, rất là đẹp luôn. Rồi, cây này anh chị mình chốt cho em mã số 385 giá là 100, Iwata ha. Iwata đáp lưu 100. Dòng này là bếp 1 chấm anh chị ăn, cái này mình sẽ phun sơn mịn nha, phun sơn mịn. Đáp lưu Iwata 100 đẹp nè. Đó, đáp lưu ha, 101K1, dòng là đáp lưu 100 của Iwata, mã 385 400. 386. Em lên một chiếc máy câu ha, 386, cây này thì hợp kim nhôm nha anh chị ăn, nên là nó nhẹ, anh chị mình bỏ vô ba lô mình có đi câu sông, câu hồ gì cũng được. Hoặc là câu hồ sinh thái, anh chị mình đi hồ câu cá. Mã số là 386, giá là 450. Cây này anh chị mình thấy nó rất là mới luôn á. Hàng của Ryobi, dòng sản phẩm là RXK20. Đấy anh chị mình thấy chốt lẫy rất rõ ràng, nó dễ nè. Đó. Đảo chiều. Hàng cái cối là bằng hợp kim nhôm luôn nha chị ăn, anh chị mình sẽ gõ nó kêu cóc 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 á. Đó, hợp kim nhôm luôn. Và cây này anh chị mình sẽ để là cước 5 là được 320, cước 6 là được 260 và cước 7 là được 220m ha. Đó. Rồi hoạt động ngon lành không vấn đề gì hết. Cái này là thân hợp kim nhôm mà nó còn bóng láng còn đẹp này. Anh chị mình thấy cái cước này đủ ha. Và anh chị mình thấy là nó còn nguyên cái để mà nó giữ cước ở bên ngoài này. Tình trạng rất là mới anh chị em, đẹp. Rồi, hàng sản xuất tại Nhật Bản vào cái phần là sơn màu xám bạc ở trên này anh chị mình thấy nó không có bị mờ gì hết. Tình trạng hàng nó rất là mới nha. Đây là cái cố này thì anh chị mình thấy nó có trợ lực nha. Rồi để em mở ra để em test cho anh chị mình xem. Hoạt động trơn tru hoàn hảo nha anh chị nha. Quay ngược lại. Cái tay quay này anh chị mình có thể điều chỉnh từ bên này, mình gắn qua bên này cũng được. Và mình có thể mình gập vô để mình bỏ vô ba lô mình đi ha. Đó là chế độ gập vô. Khi tới nơi mình muốn mở ra mình quay thì mình kéo ra như thế này thôi. Cái chỗ này để anh chị mình gập vô này, kéo vô. Đó. Ryobi ha, RX20, cây này thì còn khá mới. Hợp kim nhôm và cái thần thân là còn nguyên lớp sơn. Đẹp nha chị ăn, rất là đẹp luôn. Rồi, cây này anh chị mình chốt cho em ha. Rất là đẹp anh chị, còn nguyên cái là phần mà sơn màu bạc ở bên ngoài này. Mã số 386 giá là 450. Em lên mã 387. 387 thì em lên một cái cây cần xít tự động 1/2 của hãng là Tone của Nhật ha. Cây này dòng đời mới, anh chị mình tìm giùm em là dòng sản phẩm là Tone RH40. Cây này rất là đẹp anh chị ăn, anh chị mình thấy cái mặt của nó không có bị sờn này. Ram đen, phần sơn đen, phần đầu 1/2 còn nguyên zin ha, có đầu nhánh nhả, đầu khẩu và còn mới anh chị. Đó. Rồi, đây cái phần lẫy nó bằng cái phần lẫy anh chị mình thấy có phần lớp sơn màu đen còn nguyên zin ha. Đẹp, Tone 12.7, đầu 1/2, nguyên khối này, nguyên khối thép luôn. Cân nặng của cây 1/2 này tầm khoảng là 25 cân, mình sẽ xài chung với bộ khẩu 1/2. Và cân nặng của cây này là khoảng 480g ha. Bi răng ngon lành anh chị ăn. Cây này mình mua mới nó tầm khoảng là 800-900 ngàn, nên là anh chị mình thích mình chốt cây này về xài còn đẹp, nó không có bị sờn gì hết ha. Bi răng ngon lành, dòng đời mới của Tone, mã số 387, giá là 387. Em lên một viên đá mài ha. Hôm nay em lên một viên đá mài. À, đem lên một cái đầu búa thép rèn. Rồi, cây này thì hàng của hãng là Susa Sesakuso của Nhật. Cây này là hàng mới chưa xài, chưa có lên cán. Về anh chị mình lên cán là mình có một cây búa thép rèn Dropforgit của Nhật, mình xài cực kỳ bền. Cái chất thép cực kỳ cứng nha anh chị nha. Đây là logo chữ búa bằng ký tự Nhật này. Đầu là đầu nhẵn và chưa có xài ha. Anh chị thấy đầu mới tinh này. Đầu bị đầu nhổ đinh cũng còn mới. Nói chung là cái đầu búa này chưa xài và bằng thép rèn, ram đen, nước ram ngoài rất là đẹp rồi, láng mịn. Chiều dài là tầm khoảng 10 cm, đường kính đầu đóng là tầm khoảng 24 ha. Và cân nặng của chiếc đầu búa đinh này là tầm khoảng là 260g. Về anh chị mình lên nó cán nó tầm khoảng 25 là mình xài ngon rồi. Lên cán 25 thôi chị, đừng lên dài. Mà còn mình thích lên dài lên khoảng 30 là ok. Rồi, thép cứng nha chị em, nó không có bột bột đâu. Những dòng này anh chị mình xài bền, nó đỡ bị trẹt đầu hơn. Thép cực kỳ cứng nha. Nghe cái tiếng là anh chị mình thấy nó thanh chứ nó không có bị đục, nó bị bột ha. Đó, thanh. Rồi, cây này 260g, chốt cho em 388 giá 100. Rồi em lên mã 389. Ở đây em có một viên đá mài ha. Viên đá mài này tình trạng là gần như chưa xài đâu anh chị, nó rất là mới, còn nguyên cái hộp bên ngoài này.
Đây là độ rít là 1000 rít, mình xài cho bước hoàn thiện và xài cho máy mài đá nằm ha. Hitachi của Nhật độ rít là 1000, tốc độ là 2000, tối đa là 2000 m trên 1 phút này. À, đường kính đá là 20.5 xăng ha. Còn cái cốt ở giữa là 2 xăng và độ cái khoảng này này là 8 xăng anh chị ăn, từ mặt trong ra ngoài là cái độ dày này là bản rộng của viên đá là 8 xăng. Cây này thì gần như chưa xài anh chị ăn tại vì nó còn rất là mới này. Đó. Về anh chị mình máy mài đá nước nên là anh chị mình sẽ để cái đường dẫn nước cái nhiễu lên cái là mình sẽ mài ha. Rồi. Viên này thì đường kính là 20. Những viên đá mài nằm này mà anh chị mình mua ở bên Nhật nó cũng tầm khoảng 1,8 triệu đến 2 triệu một viên rồi. Giá chắc là giá mà anh chị mình đấu giá hàng cũ á, chứ còn hàng mới thì giá cao hơn ha. Đường kính là 20.5, phần đường kính ở giữa là 8 xăng ha. Độ dày viên đá đường kính ở dưới là giữa là 8 xăng. Còn độ dày viên đá này là anh chị mình thấy bản rộng nó tầm khoảng là 6.3 xăng dùm em ha. Rồi phần cốt ở giữa. Độ dày viên đá này là 2 xăng anh chị nha. Phần cốt ở giữa thì em đo cái phần khuyết là nó tầm khoảng 16 và phần nó đủ là tầm khoảng là 18 nha, 18. Hitachi ha, độ rít là 1000. Thì cái độ rít này, cái màu đá này thì em thấy nó giống như là của King ha, Kingston của Nhật. Nó màu đỏ như thế này. Cân nặng của viên đá này nó khô quáng luôn rồi. Nó tầm khoảng là 1 kg 760 g. 1 kg 760 g chứ cái này nó khô quéo luôn, khô một cái trời nắng này thì cái gì nó cũng khô. Khô quéo luôn, 1 kg 760 g anh chị ha. Đó. Cái này anh chị mình vào cái này độ rít là 1000 nữa, nên là anh chị nào mà mình xài bước hoàn thiện á mình xài cái này. Hoặc là anh chị nào mà mình có mua bán dao, mình bán dao đó, mình xài cái này dành cho máy mài đá là mình chỉ cần mài bước này là mình bán được rồi ha. Còn anh chị mình xài gia đình này kia cũng được. Rồi cái này chốt cho em mã số là 389, giá là 1,2 triệu anh chị em, 1,2 triệu chuyển khoản đủ anh em bao ship nha. Đó, viên đầy đủ như thế này. 1,2 triệu ha, 1,2 triệu, mã số 389 giùm em. Rồi, mã 389. Đầy đủ hộp như thế này anh chị em, hàng của Hitachi của Nhật độ rít 1000, viên đá nặng là 1 kg 760 g. Tem nhãn đầy đủ nha. Đây là hàng đấu giá bên Nhật về đó anh chị. Giá rất là mềm luôn rồi, 1,2 triệu chuyển khoản đủ anh em bao ship. Rồi em lên mã số 390. Rồi sẵn tiện thì em lên một cái 390 ha. Em lên một cái máy đánh bóng nha anh chị ạ. Thì chiếc máy này thì bên em cũng đang xài để mà làm hàng luôn á. Nó xài 2-3 cái luôn. Mã số 390. Rồi. Máy đánh bóng nha anh chị em. Máy đánh bóng cốt thân nhôm và cái này thì còn nguyên lớp sơn màu xám này, xám bạc của lớp sơn màu vàng này. Đó. Rồi cốt dài anh chị ăn, cái cốt này về anh chị mình lấy nhám mình trà sơ thôi đó. Cái này nó hoạt động trơn tru hoàn hảo hết ha. Đó, cái này thì còn khá là mới. Rồi ngon lành, để em cân nặng trước nha. Rồi tầm khoảng là 9,6 kg nha anh chị em, 9,6 kg. 9,6 kg ha. Nha anh chị em. 9,6 kg, máy 9,6 kg. Máy đánh bóng ha, con thân nhôm. Rồi, nguyên lớp sơn, cái này thì tình trạng đẹp, xài những cái máy này anh chị mình xài không biết bao giờ mới hư luôn á. Máy lựa rất là đẹp và mới. Rồi. Dây thì nó dài chắc tầm khoảng 1,5 m, 2 m gì đó anh chị em. Dây dài tầm khoảng 1,5 m, 2 m gì đấy. Cái này thì mình xài điện là 100V ha, mình cần xài biến áp anh chị em, xài biến áp giùm em. Nhà em thì đang xài tới mấy con lận. Từ đầu làm hàng tới giờ. Rồi tem nhãn còn là anh chị. Rồi. Ok ha, Denju, máy đánh bóng Denju thanh nhôm. Phần thân máy ở giữa con máy này là nó dài là 3 tấc ha. Còn cái càng nó ra như thế này là tầm khoảng 15 nữa thì dài tổng là 60. Chiều cao á, thì nó tầm khoảng 22 xăng ha, 22 xăng. Đó. Nặng là 9,7 kg gì đó ha. Rồi, còn nguyên cái tem này, còn nguyên lớp sơn là anh chị mình thấy hàng lựa rất là kỹ luôn. Còn nguyên lớp sơn. Mặt đáy đây anh chị, mặt đáy nước sơn đáy còn nha. Đó. Mặt đáy nước sơn đơn sơn đáy còn. Và anh chị mình thấy cái tụ này kia còn rất là mới này, dây điện còn mới này. Đó. Bán máy là anh chị mình thấy mở bung máy cho anh chị mình xem ha. Ngon lành mới. Quá mới luôn.
Rồi, đây là thông số ha. Giờ em sẽ mở mặt sau. Máy đánh bóng đen du thanh nhôm. Chỗ này thì anh chị mình về mình bọc thêm cái bọc dây điện vô ha. Cái chứ nó hợp băng keo điện vô chứ nó không có gì đâu, nó chưa có bị rách phần bên trong. Rồi anh chị mình đọc thông số giùm em ha, đọc thông số giùm em nè. Máy đánh bóng đen du của Nhật thanh nhôm nặng 9,6 kg, điện là 1 pha 100V giùm em. Rồi, đen du. Mình sẽ xài đá mát hoặc là đá hoặc là cái bánh nỉ ha, bánh nỉ hoặc là đá. Thì đường kính của đá là 10 180 nhân cho 30 nhân cho 16 nha, nhân cho 16. Rồi, đây là cái hãng đen, cái dòng sản phẩm máy đánh bóng đen du của hãng là Shimomura ha, đen yusa của Nhật, ở thành phố Tokyo của Nhật ha. Rồi tốc độ của nó là từ vòng tua của nó là 3.000 vòng đến 3.600 vòng nên chưa. Công suất ha, công suất đầu ra là 2 pha 230W ha, công suất 230W này anh chị mình xài mình cho làm cho xưởng được rồi. Đó, máy anh chị mình thấy nó còn nguyên lớp sơn màu bạc ở trên phần nhôm này, màu xám bạc trên phần nhôm. Máy đánh bóng này anh chị mình tìm giùm em là Denju, dòng sản phẩm model là DB-200N ha. Điện 1 pha 100V và đầu ra của nó là 2B 230W ha. Đó. Vòng tua là từ 3.000 đến 3.600. Cái này thì xài xưởng được rồi. Ok rồi. Rồi, giờ em test máy. Thực ra đánh bóng này anh chị mình xài cho các xưởng thủ công mỹ nghệ. Anh chị mình hay đánh bóng với gáo dừa hoặc là anh chị mình đánh bóng gỗ này kia cũng được ha. Được, sử dụng bánh này. Giờ em sẽ cắm cho biến áp anh chị nha. Giá này là anh chị mua vô là nó mềm hơn giá ở bên Nhật bán hàng cũ luôn. Nó sẽ kêu lúc đầu là do hai cái này nó quán tính, nó chạy chưa có nhanh bằng cái cốt nên nó kêu cái test một cái nha anh chị ha, chứ không phải là cốt gì ha. Còn cái do là cái quán tính này nó chưa có chạy nhanh bằng cái cốt sắt này, chứ còn lại bình thường. Đó, anh chị thấy cháy chị, máy chạy êm ru ha. Rất là êm, không ồn, không sợ tiếng ồn. Đó, anh chị mình thấy lúc đầu nó kêu là do hai cái bát này nó chạy chưa kịp theo cái quán tính của cái cốt ở giữa thôi. Và cái nó chạy một cái quán tính anh chị mình thấy nó chạy còn rất là lâu sau khi mà tắt máy này. Đó, ngon lành. Công suất 230W này anh chị mình xài cho sử dụng được. Nó kêu lúc đầu là do cái này nó chạy chưa, quán tính nó chậm hơn so với cốt thôi. Anh chị lưu ý rằng chứ còn hàng là cốt này kia là ngon lành trơn tru, không có bị ngơ lắm. Rồi. Cái này anh chị mình chốt cho em ha, mã số 390, giá là 370. 3,7 triệu chuyển khoản đủ bên em bao ship nha. 390 giùm em. Máy nặng 9,7 kg anh chị ăn, ship vô nó tầm khoảng trăm mấy chục ngàn rồi. Rồi, em lên tiếp mã số là 391. Em qua một ít đồ bếp rồi qua bonsai ha. 391 em lên một combo này, anh chị mình vừa xài đồ bếp vừa xài văn phòng bonsai cũng được. Đầu tiên là 391 là một cây kéo bướm của hãng là Chikamasa, dòng sản phẩm M7 của Nhật hàng Make in Japan. Cây này thì hàng chưa xài nhưng mà do để bãi nó có hơi có bị dính nước, hơi có bị nhăm nhăm cái chân kim chút ha, chứ còn cây này là chưa xài. Đó, nó hơi có nhăm nhăm. Cây này mình cắt bịch ni lông cũng được ha, hoặc là anh chị mình cắt mình cắt bịch ni lông cũng được, nên anh chị yên tâm mình xài bonsai ok. Đó. Còn cái này là em chưa có mài nha anh chị ăn, còn người về anh chị mình có thời gian mình để mình mài lên chút xíu ha, tại vì lưỡi này chưa có mài này. Cái lưỡi của zin của nó luôn, do nó hơi có bị ố ố nhăm nhăm chút. Về chịu khó mài chút xíu giùm em ha, còn cắt giấy thì nó ok rồi. Giấy thì ngọt rồi. Đó. Giấy mỏng lên chị ha. Đó, ok ha. Rồi. Cây kéo bướm Chikamasa Made in Japan của Nhật này, anh chị mình thấy chữ Chikamasa ha. Rồi cái phần cán thì nó hơi có bị nứt nứt ha anh chị ha. Cái phần cán hơi có rạn rạn chút thì về anh chị mình đổ keo hoặc là mình để vậy xài cũng được. Về anh chị mình tỉa dăm, tỉa chồi bằng cái mũi, tỉa nhánh nhỏ bằng cái khúc dưới này ok. Chiều dài cái này tầm khoảng là 20.5 cm, kéo bướm Chikamasa dòng M7 ha. Nó có các dòng M khác nhau, M5, M4 gì đó. Thì anh chị mình cây là cây Chikamasa M7. Thứ hai là một cây dao rọc giấy ha. Cây này thì Made in Japan này, cây này ngon nha chị ha. Cây này thì mình đây là cái chế độ khóa lóc, mình kéo ra.
Cây này thì mình sẽ ra xài cái lưỡi lưỡi dao rọc giấy là 18mm giùm em ha. Mình kéo ra thì mình bung này cho nó lỏng lên chút. Đây là cái lò xo ha, kéo ra kéo vô đó. Còn anh chị mình muốn mà nó cố định để nó không có bị chạy ra khi mình bỏ vô túi quần á, thì mình kéo vô đây xong chị mình xếp lại là nó sẽ không có bị ra ha. Cái này size lớn nha chị nha, chiều dài tầm khoảng 15cm. Rồi, đây là một cây để anh chị mình xúc cát, xúc đất này kia, mình làm bonsai trên sân thượng, những khu vườn nhỏ cũng được ha. Vì anh chị mình đóng thêm cái đinh này cho nó chắc giùm em, cái chốt đây cho nó chắc giùm em là được. Cây này chưa có xài đó. Thép khung rỉ của Nhật ha, cán gỗ. Chiều dài lưỡi là tầm khoảng 14cm và dài tổng thể là 28cm, chưa xài. Ngang phần anh chị mình xúc là được 8.7cm ha. Đó, thép khung rỉ của Nhật. Rồi, đây là một cây kéo văn phòng cũng chưa xài luôn. Stainless steel không rỉ, sơn một lớp sơn màu đen để kháng rỉ bên ngoài nữa. Phần bản thân thép là không rỉ rồi, thêm một lớp bảo vệ bên ngoài, cán bằng nhựa. Cây này bén chưa xài anh chị nha. Do để thì nó bị chè chè cái nước sơn chút xíu thôi, chứ còn lưỡi lén này. Mình xài văn phòng này chưa ok. Rồi, dài tổng là tầm khoảng 19.5. Kèm theo cho anh chị là một cây bấm ghim hàng của hãng là Mas ha, của Nhật. Logo vô dích nội địa Nhật, do dính nước nó hơi có bị chắc chrome chút xíu này. Đó, về mình sẽ ba thêm thôi, chiếc cây này ngon nha. Đây, cái đầu ghim lên chị. Đó, đầu ghim lên ha. Rồi, cái này mình xài văn phòng ngon. Kèm theo cho anh chị là một cây để anh chị mình bào nhuyễn như thế mình bào ha. Dày dặn ngon lành, dày đặn, rất là dày. Và cái này là nhựa dẻo, còn khúc này là nhựa trắng, là một màu cứng. Hai mặt anh chị ăn, cái này anh chị mình bào sợi để anh chị mình ăn gỏi hoặc là đu đủ sợi này. Đó, rồi này không có cái lưỡi bào gì, nó mời tâm hình vuông hình chữ nhật như thế này. Có hai mặt anh chị ăn, mặt này và mặt này, thì mình sẽ bào cái phần mà sợi đu đủ để mình làm gọi ha. Rồi, dài tổng thể là tầm khoảng 17 ha, còn chỗ bào thì anh chị mình thấy nó tầm khoảng 9cm và rộng tầm khoảng 7cm. Đó, đẹp ha, chắc chắn ngon lành. Rồi bộ này chốt giùm em, cái gì cũng xài được hết. Mã số 391, giá là 150. Đó. Rồi em lên mã 392. 392 ha. Rồi 392 em lên cây này nha anh chị ăn. Cây này 500, cây này là hàng chuẩn nhé. Cây này anh chị nhìn vô là mình biết hàng chuẩn rồi. Rồi cây này nó có đường kiểu hamon danh mai anh chị ăn. Hamon danh mai vân mây á. Vân mây nó mờ mờ ẩn khúc dưới này. Đó. Rồi. Cây này thì tình trạng về mình spa mình có thể mình cắt làm hai khúc, mình làm bằng hai cái lưỡi dao cũng được ha. Hoặc là anh chị mình để như nguyên cây như vậy mình spa lại chút xíu cũng được. Cây này thì nếu mà mình thích ngắn thì mình là làm hai, còn không anh chị mình để dài như thế này cũng được. Lại bên này rãnh này chuẩn này. Đó. Rồi bên này rãnh mình ngang tới đây là chuẩn nhá. Rồi. Cái lưỡi này thì nó vát theo kiểu hình gọi là hình tam giác, từ trên nó nhỏ xuống dưới luôn chứ nó không có mập ở giữa, xong đầu nó mới túm nè ha. Rồi. Lưỡi nó hình ở trên này anh chị thấy sống dao nó hình tam giác này, đó. Có cái khâu bằng đồng ha, khâu bằng đồng. Cái này thì do là cái cán nó bị hơi nhăm rồi nên là nó không thấy chữ nha anh chị ăn, chứ còn cây này là chuẩn, nhìn vô anh chị nào mình rằng mình biết rồi. Đó. Cái này là theo kiểu nó là 3-4 tấc hay 3 tấc này. 3 tấc nha anh chị ăn, cây này là cây 3 tấc, 30 cm, lưỡi dài khoảng 30 cm ha. Rồi, bản rộng thì chỗ này tầm khoảng là 22 anh chị ăn, còn trong này thì dài tầm khoảng là 24. Đó. Thì nó có nhăm nhăm như thế này nên là anh chị mình về cây này thì mình cắt ra mình spa hoặc là mình giữ nguyên để mình làm một cây dài luôn cũng được. Thì cái chỗ này cái bạn nhỏ nhất thì nó tầm khoảng là 2 cm ha anh chị ăn, 2 cm mình sẽ spa vô thì nó còn tầm khoảng 2 cm. Đó. Rồi. Nói chung là cây này là giá này thôi nha anh chị ăn, chứ còn hết giá rồi. Rồi, cây này chốt giùm em mã số là, nhìn cái khâu là mình thấy hàng chuẩn rồi. Thép rất là bén nha chị ăn. Cây này là chưa có làm gì hết. Dày là 5 tấc, in dày là 5 ly chị ăn. Rồi mã số là 39. Hai giùm em giá là 500 ha. Cái này chuyển khoản giùm em bao ship nha. 392 giá 500. Rồi em lên mã số 393. Ba chín ba em lên một cây để anh chị mình cạo ha, cạo bonsai. 393 cạo bonsai. Cây này thì anh chị mình sẽ sử dụng để mình uốn bonsai ha. Và cây này thì gần như chưa xài, anh chị mình thấy cái bọc nhựa màu đỏ nó, bọc nhựa màu đỏ nó còn đẹp không bị cấn này. Rồi thứ hai là anh chị mình thấy cái chốt đồng giữa ha, cái này khi mà mình để ngoài trời nắng trời mưa nó đỡ bị rỉ hơn đó, chốt đồng nó đỡ bị rỉ hơn đó. Cái này size lớn nha chị ăn, mình sẽ bung ra em đo thông số rồi mình để ý giùm em ha.
chiều dài bên chốt đồng nó tầm khoảng là 11.5 xăng 11 xăng, rồi chân dài ở bên ngoài thì nó tầm khoảng là 12 xăng ha. Cái vòng này thì anh chị mình thấy nó tầm khoảng là 2,5 này đó. Rồi cái khi mà anh chị mình mở ra hết như thế này thì em sẽ đo cái khoảng cách để anh chị mình cảm ha. Đây em sẽ bẫy ra hết hai cái khúc ngoài ngoài này, là khoảng cách ở lọt lòng nó tầm khoảng là 13 xăng hơn anh chị em, 13 xăng đi, 13 xăng anh chị em, khoảng cách lọt lòng nó tầm khoảng là 12 xăng chứ. Lọt lòng thì nó tầm khoảng là 12 xăng anh chị em. Đó. Rồi mình thu gọn nhất là mình sẽ kéo vô như thế này thì nó rất là nhỏ. Kéo vô nhất như thế này nó tầm khoảng là 8 xăng rưỡi ha, 8 xăng rưỡi. Rồi. Cây này một cây cảo bonsai. Để anh chị mình uốn bonsai ha, cây này thì mình sẽ uốn những cây thân bự á, mai mà gọi là mai thân cũng bự chứ không phải thân nhỏ. Mã số là 393 200. 394. Em lên một cặp ha. Kìm bấm và kìm bấm móng và cây bấm móng của hãng Kai ha. Đây, cây này thì đẹp này, thép khung rỉ màu xám mờ, dòng này xài cực kỳ bén, giữ cạnh tốt, xài hoài nó không có mòn. Đó, xài xong thì nhớ là sạch sẽ và gác lên là nó không có bị mòn nữa lưỡi nha chị nha. Rồi cây này là một cây kìm bấm cong của Kai, cây này thì về anh chị mình mẩy mài thêm giùm em ha, mài thêm giùm em. Đó. Kai. Bấm thì cũng được rồi. Đây là cái lò xo để anh chị mình trợ lực này. Đó, mình chỉ việc bóp vô thôi. Cái này bấm ok nha chị nha. Mà mình nên về mình mài thêm. Mình mài thêm cho nó bén thôi. Nếu anh chị mình làm chuyên thì mình mài thêm cho nó bén thôi, chứ còn nếu mà xài gia đình không được cũng bấm được rồi. Rồi. Cặp này chốt cho em mã số 394, giá là 150 nha. Bấm móng cộng kìm cộng cái loại cây bấm móng. Dài cây bấm móng thì dài tầm khoảng là 13 này, cây này thì tầm khoảng là 8,5 ha. Cặp này mã số 394 giùm em. 150 ha. 395. Ở đây em có một cây kéo cắt tóc ha, cái này size của Hikari 395, giá là 150. Cây này thì khít nhanh chị ăn, lưỡi ngon lành. À quên, cây này thì lưỡi ốc này, ốc rời này, mình có thể mình xoắn để mình điều chỉnh cái độ khít của cái lưỡi. Nó hơi có bị cấn cấn đây chút nhưng mà xài ngon chị ăn. Cái độ lõm của cái kéo còn nguyên zin này. Phun độ lưỡi ha, nhưng mà chỗ này chị mình thấy có dấu nhẹ chỗ này thôi, xài bình thường không vấn đề gì. Dòng Hikari là dòng xịn của Nhật. Cây này thì mình xài gia đình hoặc là mình xài tiệm cũng được. Dài nó tầm khoảng là 12.7 xăng ha. Đó. Thì cái này anh chị mình xài ngon lành, để vậy xài được rồi tại vì lưỡi nó đủ độ bén để mình sử dụng này. Đó. Ok ha. Rồi cái này mã số là 395 giùm em, giá 150, kéo cắt tóc Hikari 50. Đó. Hikari ha, của Nhật. Em lên mã 396. Ở đây em có một cây 396 là một cây dao cạo thủ công ha, hàng Nhật. Dòng này thì anh chị mình thấy form lưỡi rất là đẹp nè, phun đủ lưỡi nha chị em, và cái cán của nó nhìn những cái vân này. Đó. Nhìn vô là anh chị mình thấy hàng xịn ha. Cái phần logo đây anh chị nha, có hình như thế này. Nhìn vô là mình thấy hàng chất lượng này. Và logo rất là nhiều, 24 có logo hình bông hoa này, đó, cây sừng rồng hay gì này ha. Không biết là cái gì đây. Nói chung là cây này hàng thủ công của Nhật, của hãng là Kikuoran. Kikuoran của Nhật ha. Trademark Tokyo Japan. Dòng này thì da mặt đẹp như chị em, về chịu khó đánh bóng thôi chứ không có bị nhăn gì hết em, phun đủ lưỡi này, đó. Đó, cây này về anh chị mình cạo ngon. Đó. Chiều dài phần lưỡi sử dụng là 6.5 ha anh chị nha. Bản rộng cây này tầm khoảng 2 xăng, phun đủ này, dày dặn này, da đẹp không có bị gì hết. Rồi cạo râu này về đánh bóng sơ chút xíu mình xài mã số 396, giá là 200. 397. Rồi anh chị nào mà mình có sưu tầm thép tung stand ha, là một dòng thép cứng của Nhật, rất là ít gặp ở những cây dao bếp, thì mình có thể chốt cây này về mình xài. Thép tung stand ở những cây dao hàng hệ, hàng xịn thôi. Rồi cây này là thép tung stand. Cán màu đen. Form dáng đủ anh chị ạ, bề mặt form dáng đủ này là vít ố ha, về mình lấy giấy nhám nước, nhám mịn dấp nước, hoặc là anh chị mình lấy đá mài, mình đập hen đá mài ngón tay á, mình gọi là đá mài ngón tay, để mình cầm mình chà chà lên này, thì mình sử dụng mình chà lên ha, là nó bay thì không có gì. Này là vết ố thôi, chứ còn anh chị mình thấy mặt thép nó còn nguyên mặt thép màu trắng này, đó. Rồi có chữ M, có hình mũi tên Bet Yamato nha, của Nhật. Và anh chị mình thấy là thép tung stand có hình con lion, con sư tử. Đó, form dáng đủ lưỡi hết. Chiều dài lưỡi là khoảng 7.5 xăng nha chị nha. Rồi cái này chốt cho em một cây dao cạo râu thép tung stand, về đánh bóng sơ là mình xài form dáng lưỡi đủ, rất là bén tay này. Mã số là 397, giá là 250 giùm em ha. Đó. Cái này là chưa mài và anh chị mình thấy là cũng đã cắt sơ sơ được rồi nha. Về chịu khó đánh bóng mài sơ lại là xài này.
phong dáng đủ lưỡi, không có mẻ gì hết. Em lên mã số 398. Ở đây em có một cây kéo bếp của Nhật ha, 398 thép không rỉ của Nhật. Cây này giá 240, nước sơn màu xanh lá cây còn này. Chiều dài cái kéo bếp thì thường thường size tầm khoảng 20.5. Rồi, ốc rời mình có thể đừng mở ra miếng mài. Diawood của Nhật ha. Mặt thép đẹp nên chị em có độ lõm này. Kéo Nhật, kéo Đức anh chị mình rất là hay gặp những cái độ lõm này, để khi mà mình miến tới đâu thì nó khít tới đó. Rồi cây này cắt giấy ok nha chị em. Cắt mặt ly lông cũng được. Ok nha chị nha. Rồi, mã số 398 giá là 240. Rồi em lên mã 399, cây này 250. Cây này là một cây kéo bếp của Đức ha. Rồi, Đức màu xanh da trời. Đó, cán thì nó cũng còn màu xanh này. Đức hai hình người nha chị em. Và cây này thì nó cũng có một cái vết sơ thôi, một cái dấu sơ chỗ này thôi nha chị em. Form dáng lưỡi đẹp này. Đó. Ha, rồi. Cây này cũng là ốc trời, mình có thể điều chỉnh cái độ khít của nó luôn. Cây này cắt cũng ngon nha chị nha. Cây này thì tại vì thợ bên em chưa có mài cái lưỡi này, chưa có về là nguyên zin chưa có mài lưỡi này, và anh chị thấy cần cắt được. Còn nếu mà anh chị mình thích bén đó thì bên em báo bên em mài thêm ha. Chứ còn cây này là anh chị mình cắt ngon rồi đó. Tại vì cây này là lưỡi chưa có mài. Đó. Ok ha. Rồi cây này chốt cho em 399, giá là 250, kéo bếp của Đức. Đẹp. Em lên mã số 400. Cây này là một cây kéo của vải của Đức ha. Mã số 400 giá là 450. Cây này ở trên eBay anh chị mình mua vô nó cũng tầm khoảng 8-900 ngàn rồi. Và cây này thì anh chị mình thấy form lưỡi nó đủ nè. Mặt thép đủ ha, không có bị nhăn rỉ gì hết. Tràn mặt thép luôn, ốc rời mình mở ra, nước sơn màu đen vẫn còn. Và những dòng này là xịn nên anh chị mình thấy họ sẽ đi bê một cái lớp sơn màu đỏ đất ở trên trong, là xong họ mới sơn một lớp sơn màu đen bên ngoài. Đức hai hình người ha, Germany Shogi gần. Cây này thì mình sẽ cắt vải zin hoặc là vải nỉ gì kia cũng được. Chiều dài phần lưỡi sử dụng là 11 cm và dài tổng thể là 23.5 cm. Cây này là cắt ngon nha chị em. Bấm mũi là ok. Anh chị mình thấy 2, 4, 6 lớp rồi nha. Đó, ngon lành, bấm mũi luôn nha. Đây là rất là nhiều lớp luôn này. Cứ test là 4 lớp với 8 lớp đi cho nó chắc ha. Đó, cái này là 8 lớp nha chị nha. Rồi, cắt nguyên cây. Đó. Còn nếu mà test mũi, test chỗ này 4 lớp à. Rồi, ok nha chị nha. Cắt nguyên búi luôn. Rồi cây này anh chị mình chốt cho em một cây kéo vải của Đức. Cắt xong thì anh chị mình nhớ mình lau đi giùm em ha. Chứ còn cây này là form dáng đủ đẹp này. Lưỡi thẳng không gì hết ha. Đó. Rồi cây này chốt cho em mã số là 23 cm, 400, giá là 450. Em lên mã số là 401. Ở đây em có một cây dao chặt anh chị em, 401 là em có một cây dao chặt. 401 là một cây dao chặt vắt một mặt cho tay phải ha. Cây này thì bản rộng nha chị em. Cây này anh chị mình thấy của làng rèn Tosa và nguyên zin nguyên form bản ha. Đó, cái bản nó đủ này. Anh chị mình thấy cái đường hammon kiểu như là danh mai này. Đây là cái đường tách lớp này, đây cái đường tách lớp thế này ha. Một mặt cho tay phải ram đen cũng còn ở trên. Cái này là do nó nằm ở trong vỏ gỗ dính nước á chị, nên là cái mặt thép nó hơi có bị chân kim trên này thôi. Rồi sống dao cũng có xài lướt ha, nhưng mà cây này được cái là cái bản thép nó đầy đủ, và dòng này dòng bản bự, dao chặt nhưng mà rất là ít gặp bản bự luôn, hàng của làng rèn Tosa. Rãnh tản lực phía sau, đây là cái rãnh tản lực ha. Rồi cây này là ghi số 18 đằng sau. Cán thì còn liền lạc ngon lành, mình xài cũng được, thích thì mình chốt lên thêm. Ram đen còn này. Đó, bản đủ nha chị nha. Có vẻ dăm chút xíu, mình cứ xài bình thường thôi, dao chặt được không vấn đề gì. Cái vân xước, cái phần phát kéo này chứ này còn nguyên zin. Đó. Đây anh chị mình thấy cái đường rèn là họ rèn lên tới trên này, khi anh chị mình xài cái mòn cái lưỡi từ dưới này mà lên tới trên này mình mài tới nào, khi nào mà mình xài mòn tới trên này mình mới bỏ ha. Chiều dài phần lưỡi sử dụng cây này là tới 18 cm. Đây là số 18, là thông số 18 này.
nó dài khoảng 18.2, bản rộng là 5.9. Rồi, độ dày anh chị ăn, cây này là bản rất là rộng luôn, dao chọc là bản 5.9. Về độ dày thì cây dao này nó dày tầm khoảng là 5 ly rưỡi anh chị ăn. Cân nặng lưỡi dài mình cũng là bản tới 59 lận. Nặng là khoảng 520g, kèm theo vỏ gỗ đi kèm như thế này. Đó. Dao của làng rèn Tosa, chữ thủ công khắc chìm từng nét nha. Đây là chữ khắc bằng tay từng nét, còn chữ này là Tosa của Nhật. Rồi cái này chốt cho em, nặng 520g. Mã số là 401, giá là 650. Em lên mã số 402. Ở đây em có một cây đục dũng ha, thép không rỉ của Nhật. Rồi cây này thì dòng này dòng đục sủi, mình sẽ lấy tay để mình sủi vô ha. Và cái này là bản đục 15 ly nữa chị, bản đục 15 ly ha. Về mài sơ giùm em bé này nè. Đó. Mài sơ giùm em thôi, chứ còn cây này là gần như chưa xài nữa chị. Rồi. Ở trên này anh chị mình thấy thông số rõ ràng ha. Trên này có chữ là Japan 15 ly và là đây ha, 15 ly, chốt là chốt đồng chồng luôn. Cán sợi này rất là dẻo anh chị ăn, dẻo và cứng này. Anh chị mình xài mình sủi cầm bền. Chiều dài là khoảng 24 cm, đục dũng 15 ly, dài 24 cm, dòng đục sủi, mã số là 402, 250. 403. Cây này là một cây đục thủ công của Nhật ha. Cây này hàng mới chưa xài của hãng là Hiyamasa, chất mắt của Nhật, nguyên zin chưa xài. Đó. Đục này anh chị mình thấy là nguyên zin lớp ram và cái đầu nó vát bằng chữ U này, vát chữ U, dòng này xịn nha chị nha. Ghép thép, đây là lớp ốp và đây là lớp thép và vát chữ U như thế này. Thường thường những cây này là họ sẽ rèn ghép thép lên tới trên này. Khi mình xài tới trên này mình mới bỏ cái đục đi ha. Chiều dài là khoảng 21 cm hơn. Phần lưỡi sử dụng cây này là 9 ly, mã số là 403, hàng mới chưa xài 100. 404. Em lên một cây 404 là một cây mình sẽ bẻ góc lưỡi cưa ha. Khi mà anh chị mình xài cưa một thời gian mà nó bị tà tà, nó bằng, nó không có so le những cái răng với nhau thì mình sử dụng cây này. Cây này thì gần như chưa xài anh chị. Nguyên zin lớp sơn màu vàng ngà và màu xanh. Rồi, mới tinh này. Những cái góc này thì mình sẽ gà xài cái góc là từ 4 đến 12. Cái góc số 4. Đây siết chặt rồi nè. Rồi mình sẽ xoay anh chị ăn. Xoay những cái góc này. Đó. Rồi đây là cái góc số 4 là sợi góc nhỏ nhất và cái góc số 12 là lớn nhất ha. Đây anh chị mình sẽ hàng của Somat No, dòng sản phẩm No 250, mình sẽ xem thêm thông tin. Nếu mà anh chị làm nhà vườn mà mình xài lưỡi cưa nhiều thì mình nên xài những cây này để mình bẻ góc đang cưa, nhất là những cái cây cưa gấp hoặc là cưa như là Gomboy hoặc là ARS, mình xài những cây này ngon nha. Góc số 4 là góc lớn nhất anh chị. Đó, mình sẽ bỏ đây, các anh chị mình bấm vô là nó đợi đẩy cái đầu lên là nó sẽ bẻ cái răng cưa so le với nhau ha. Đó. Rồi, bỏ cái răng từng răng vô mình bẻ. Nguyên zin đẹp Japan của Nhật đây. Dài tầm khoảng là 10, cây này dài tầm khoảng là 18 cm. Cây này chốt cho em mã số là 404 nha. Rồi em lên mã 405. Ở đây em có một cây ghép cành 150. Đây là hoa văn gia cốc anh chị ăn, hai lớp thép đầy đủ này, form đủ nè. Cây này là form đủ ăn, nhưng mà do để bản hơi có dính nước thôi, đến hơi có mẹ chăm chút thì về anh chị mình mài thêm, chứ còn cây này form dáng đủ. Mặt sau thì nó hơi chân kim chỗ này. Và đây là tên hãng anh chị nha. Vát một mặt cho tay phải, cán gỗ. Dòng này là ghép cành cán gỗ, dài là khoảng 18.5. Phần lưỡi bén á, phần thân thép là tầm khoảng 9 cm. Và hoa văn là gia cốc nha, nó cũng hơi chân kim một chút. Lưỡi vát này là 5 cm anh chị ăn. Bản rộng để mình xài là 2 cm. Và độ dày cái này tầm khoảng 2 ly rưỡi. Rồi, một cây ghép cành hoa văn gia cốc, tách lớp, hai lớp đầy đủ này. Form dáng đủ ha, nó chỉ do dính nước thôi. 405, 150. 406. Đây là một cây để anh chị mình cắt những cái dòng mà cành nó bự bự chút như là cắm hoa, hoặc là anh chị bị cắt rễ cây thì mình sẽ sử dụng cái này. Và cây này là của hãng Sakagen, dòng này dòng kéo cắm hoa, mình cắt rễ cây hoặc là cắt cành bonsai trong sân thượng, trong vườn cũng được. Chiều dài là khoảng hơn 17 cm. Anh chị mình cứ tìm dùm em là Sakagen Japan Nhật Bản sẽ ra thông tin cây này, thì mình mua nó tầm khoảng 800.000 một cây. Thì anh chị mình thích mình chốt những cây này về xài ha. Form dáng lưỡi full đủ này. Nước sơn để mà kháng rỉ ha. Ngoài này còn những cây này mình xài mình giữ nó bén hoài anh chị ha. Mình lau thử cái nhựa cây đi dùm em, sau khi sử dụng là nó bén ngoài ha, 2-3 năm mình mới phải mài lại một lần và nó dày để mình cắt rất là ngon. Rồi anh chị mình thấy này, lưỡi đủ nha, bén cực kỳ, rất là rám tay. Ở đây nó anh chị thấy nó hơi có bị cánh chút xíu thôi, nhưng mà cắt giấy rất là ngon. Dòng này thì cây này mà về anh chị mình hay cắm hoa như là tiệm cắm hoa, mình xài cả 2-3 năm mình mới phải mài lại nha, không cần mài nhiều đâu, bén cực kỳ, giữ cạnh tốt. Đây, đây là cắt giấy lịch mỏng dánh nha. Đó, cái vết dấu nó không có ảnh hưởng gì hết nha anh chị ha, cắt vẫn ngọt, không có bị gì hết ha. Đó. Rồi,
Rồi mã số 406, giá là 180. Cây này rất là mới, màu đỏ còn đỏ chót hơn. Em lên mã số là 407. Ở đây em có một cây kéo 407, là một cây kéo tỉa của hãng là Okatsune ha. Đây anh chị nhìn thấy chữ Okatsune này. Cây này là form dáng đủ này, đó. Mặt thép cũng còn đẹp nha, đó. Này thì nó rớt cái vỏ bên ngoài. Về anh chị mình làm lại cái chốt da giùm em ha. Làm lại cái chốt giùm em. Rồi mặt thép đủ chưa em? Đây nó hơi có bị chân kim chút xíu, có ố chút xíu ha. Rồi. Chiều dài của cây kéo này tầm khoảng 19 cm. Không có rơ lắc gì anh chị ăn, nhìn lên mặt thép là mình thấy nó còn mới này. Rồi cái này chốt thì em mã số 407 ha. 407. Em lên mã 408. 408 thì em lên một cây này là cây kéo bướm thép giấy xanh anh chị ăn. Cây kéo bướm này là dây thép giấy xanh nha. Mình nhìn cái vân xước này và anh chị nhìn thấy cái phần chữ này mình dịch ra dùm em ha, chứ còn cây hãng này là hàng rất là xịn. Rồi cây này là chuẩn giấy xanh chị ăn, chuẩn giấy xanh, cái lớp thép mặt sau vẫn còn này, nhưng mà cây này thì do nó hơi có vết cấn sơ chị ăn, chứ còn ngọt nha, và cái vết chân kim nhỏ thôi, mặt thép còn, anh chị thấy cái vân xước còn này, nó hơi có bị vài cái vết dấu chân kim sơ thôi, chứ còn xài cây này cực kỳ bén. Này anh chị mình sẽ cắt những cái gọi là rễ cây bằng khúc dưới này cũng được, lưỡi đang chéo vô nhau đủ nữa. Mặt đẹp nhưng mà nó chỉ hơi có vài cái vết dấu sơ như thế này thôi. Rồi cắt dưới lịch luôn nha anh chị nha. Đó, rất là bé nha. Rồi cây kéo bướm thép giấy xanh này dài tầm khoảng là 18.7 cm, gần 19 cm. 19 xăng nha. Chốt cho em mã số 408, giá là 220. Em lên mã số 409. Ở đây em có một cây kéo giống như là của hãng Tobiso của Nhật nha. Cán là màu đỏ và màu vàng. Cây này thì cái chốt của nó đằng trước nha chị em, dòng xịn này. Cái chốt đồng đằng trước mà bị rớt cái chốt chứ là em không có cái lò xo. Form lưỡi đủ ha chị nha. Form lưỡi đủ, cái mặt thép nó hơi chân kim rồi. Nhưng mà được cái cây này là form lưỡi đủ, với lại cây này chữ Nhật đầy đủ này. Đó. Rồi cái chốt thì nó bị cấn cấn và nó bị nhăn như thế này nha chị em. Cây này là trong này có 4 tia này, cái chốt đồng nó nằm mặt trước nhưng mà cái chốt đồng nó bị mất rồi đó. Cây này về anh chị nào mà mình xài nha, nó không đẹp để sưu tầm nhưng mà mình xài ngon, về spa gắn cái ốc vô của anh chị gắn là soi mình xài giùm em. Chốt đúc ha, form đủ, mặt nó hơi nhăn chút, ở trong này có gạch 4 tia này, hàng thủ công này đó, đây 4 tia bên trong nha. Rồi cây này thanh lý về cho anh chị mình làm, mình cắm, mình làm bonsai ngoài vườn, tỉa cà phê hay là anh chị mình tỉa bữa gì cũng được. Chiều dài là 20 cm, 409, giá là 250. Em lên mã số là 410. Ở đây em có một cây kéo 410, là một cây kéo cắt cành, gọi là cắt cành mini ha. Cây này thì em chị mình sưu tầm cũng được, xài cũng được, của hãng là Kiku gì này, của hãng là Kuni anh chị ăn, mọc Kuni. Rồi mọc Kuni thì anh chị mình sẽ thấy ở những dòng mà kéo cao cấp, nó giống như là một cái giống như một cái tiêu chuẩn chất lượng anh chị nha, mọc Kuni chứ không phải là tên hãng anh chị ăn, mọc Kuni này nè. Rồi cây này thì bên em sẽ làm lại cái chốt da dày trước khi da cho anh chị. Đây, em sẽ làm chút da xịn như thế này trước khi giao cho anh chị mình ha. Form dáng đủ nha, cây này form dáng đủ và anh chị thấy cái đường tách lớp ha, lớp thép đầy đủ này. Form dáng đủ nha. Dòng này thì xài ngon, chốt đồng đằng sau, chữ mặt sau luôn. Chiều dài tầm khoảng là 16.5. Da dẻ láng nha, cây này thì da đẹp đẹp. Bên này trong này anh chị mình thấy là 4 chấm nè. Em điều chỉnh cái camera chút xíu. Bên này anh chị mình thấy là 4 chấm thôi ha. Và ran đen còn đó. Ha. Rồi hai lớp thép đi chị ăn, cắt giấy ngon này. Đây là cắt giấy lịch mỏng dính nha chị nha, cắt giấy lịch mỏng luôn đó. Form dáng đủ 16.5 xăng ha. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 410, giá là 400. Bên em sẽ lên cái chốt da dày trước khi giao chương trình ha, chốt da xịn. Em lên mã số 411.
Ở đây em có một cây kéo anh chị ăn. Đây là một cây kéo hàng thủ công của Nhật này, 411 ha. Cây này là 400 chốt đúc này, đó. Mặt chữ mặt dưới này ha. Là logo dưới này, logo ở trên này, form dán đầy lên anh chị nha, form dán đủ luôn. Rồi. Mặt sau ha. Này thì về mình ốm mình đánh bóng thôi chứ không có bị nhăn gì hết. Chiều dài của cây kéo cắt cành form dán đủ hai lớp thép anh chị. Đây là cái đường tách lớp, mình thấy cái đường xéo này. Cái đường tách lớp là cái đường xéo trắng trắng rồi đó ha. Đó. Chiều dài của cây kéo này tầm khoảng là 20 cm, chốt cho em mã 411 giá 400. Cây kéo thủ công form dán đủ như chị, form dán đủ giùm em. Và cắt dính lịch nha chị nha, mã số 411 giá là 400. Diện size 20. Em lên mã số 412. Ở đây em có một cây kéo này là giống như đập hộp là nha nhị ha. Đây là một cây kéo đập hộp chốt đúc bự này. Rồi, da nguyên zin ha, mới tinh, giống như đập hộp luôn, form dáng lưỡi đủ ha. Chất giấy xanh ha chị ăn, Yasubi của nhà máy Hitachi và đây là tên hãng ha, Hijia Hero của Nhật. Đây là logo này, quá trời chữ luôn. Và cây này thì anh chị mình giống như đập hộp, mình sưu tầm mình xài cũng được ha, chốt đồng. Đó. Thép giấy xanh ha. Cây này nha chị ăn, chắc gặp được lần thứ hai, lần thứ ba gì thôi, hai lớp thép nha chị ăn. Anh chị về mình muốn tách vân thì mình mài thêm. Và cây này là nguyên zin giống như đập hộp luôn. Thép giấy xanh, cắt cành ha. Chiều dài là tầm khoảng là 20.5 cm, gần 21 cm, chốt đúc dày bự nha. Rồi. Mặt thép mới tinh nha chị ăn, rất là đẹp luôn á. Bán cực kỳ nha chị nha. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 412 giá là 800 ha. Em lên mã số 413. Ở đây em có một cây kéo nha chị ha. 413 là một cây kéo của hãng Fenco 8 hàng của Swissmax Thụy Sĩ ha. Cây này mình mua mới tầm khoảng triệu 6, hơn triệu 6. Anh chị mình thích thì chốt cái này về xài mới tinh. Đó, Fenco 8 của Swissmax Thụy Sĩ, dòng này anh chị thấy còn nguyên vết ram đen và vết xước này. Cái vân xước này trên hai mặt lưỡi còn nguyên zin. Cán thì nó hơi có bị chày chày sơ ha, thân bằng nhôm hợp kim nên là anh chị mình cầm nhẹ. Này anh chị mình cắt cành tỉa cành bonsai ngon lành. Đây, những cái chốt này còn rất là mới ha. Form dáng đủ nha anh chị nha, Fenco 8 Swissmax Thụy Sĩ dài 21 cm, cán bằng nhôm nên anh chị mình cầm nó rất là nhẹ tay. Mở cái khóa lẫy ra. Rồi, anh chị mình thấy láng miệng đẹp nha, vân xước vẫn còn nguyên zin. Rồi mặt trước. Đây, anh chị mình thấy nha, những cái vân xước ram đen nó còn nguyên được những cái khía khía này. Đó. Và đường kính anh chị mình hạ ra thì anh chị mình thấy mình sẽ kẹp nó tầm khoảng là mình sẽ cắt cành nó tầm khoảng là 2 ly rưỡi đổ lại ha, 2 xăng rưỡi đổ lại. Cây này cũng bén nha chị em. Anh chị mình thấy cắt lịch giấy lịch mỏng dính mà anh chị mình thấy nó bén này. Đó. Đó. Ở trong này nó có một cái máu luôn, khi mà anh chị mình cắt những cái hàng to mình để sát ở đây nó là một cái nó bấu lại ha, nó bấu lại, nó không bị trượt cành ra ngoài. Mình cắt tầm khoảng 2.5 xăng đường kính đổ lại nha chị nha. Rồi cây này là form dáng nguyên đủ của Fenco 8 Swissmax Thụy Sĩ, mã số 413 giùm em. Thì anh chị mình thấy ha. Đây. À, em quên em chụp cái hình kia này. Anh chị mình đợi em xíu ha. Fenco 8. Giá nó tầm khoảng 1,5 triệu, 1,6 triệu chưa kể thuế cộng phí về Việt Nam nha chị ăn, nên là anh chị mình thích mình chốt cái này về xài. Đó. Fenco 8 là 1,4 triệu, 1,5 triệu gì nè ha, chưa kể thuế cộng phí ship đó. Rồi anh chị mình thích mình chốt cái này về xài ha. Mã số là 413 giùm em đẹp nha chị ăn, 413. Em lên mã số 414. Ở đây em có một cây kéo ha. 414, cây này là một cây kéo A đúc đặc nha chị ăn, A cán đúc đặc 414. Rồi, 414 giùm em ha. Chiều dài của cây kéo A đúc đặc này phun lưỡi luôn. Dài là 20 cm, hơn 20 cm này.
rồi dài hơn 20 cm anh chị em. Cây này thì về anh chị mình thấy là nó đủ phun đủ lưỡi ha. Trên này thì anh chị mình thấy là nó bị cấn vô tầm khoảng là 3 ly dùm em này. Còn mặt lưỡi là đủ. Đây là cái mộc Tama ha. Mộc Tama với lại mộc Kuni hồi nãy là cái giống như là một cái tiêu chuẩn chất lượng như chị em. Mộc này kia. Đó. Rồi, a ghép đồng đúc bạc ha, cám đúc bạc luôn. Đó. Thì nó vô thiếu mỗi cái chốt đồng với lại trên này nó cấn cấn như thế này thôi. Phun đủ lưỡi. Cây này cắt ngon. Size 20 nha. Không có đâu lắc hết nha chị em. Mặt thép láng bóng nguyên zin nha. Nói chung là nó rất là mới, ram đen còn này. Chỉ có bị mất cái con đốc đồng với lại trên này nó cánh chút xíu, lưỡi khít nha chị em, lưỡi khít đẹp này. Đó. Rồi cắt giấy lịch bọng dính mà anh chị nhìn thấy nó bén cái này ha, nó không có rơ lắc gì hết, lưỡi phun đủ ha. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em, dòng này rất là cũ rồi, đời rất là cũ, bén cực kỳ anh chị em, rất là bén tay luôn á. Cái lưỡi này nó bén ra ngoài này, anh chị cẩn thận nha. Rồi cái này chốt thì em mã số là 414 nha, 414. Kéo đúc đặc ghép đồng 10 20 xăng của Nhật nha. Phun lưỡi đủ nha. Rồi mã số 414. 415. Cây này là một cây kéo dài nha chị em, 415. Cái cán cái phần thân nó hơi thì hơi trên kia một chút nha chị em, nhưng mà cây này size lớn hai lớp thép của hãng là Yamamoto ha, Yamamoto giùm em. Yamamoto cái này size 23 xăng ha. Cái này size 23 xăng form dáng đấy chị. Hai lớp thép nha chị em. Đó, Yamamoto. Chốt đồng này, mặt thì nó hơi chân kim này do để bãi nha chị em. Rồi cái này mềm mình xài hoặc là sưu tầm cũng được, sưu tầm thì nó cũng không có đẹp lắm đâu, nhưng mà mình xài ok. Ốc ác không có rơ. Lưỡi là còn rất là đầy đủ nha, lưỡi còn mập đầy đủ này. Đó, mặt sau nó hơi chân kim chút nhưng mà lưỡi rất là rám và bén. Ốc đồng tròn, size 23, hai lớp thép. Cái này do là để bãi nó bị dính nước thôi chứ còn về độ xài nó không xài nhiều. Đây, cắt giấy lịch ngon lành. Đó, ok chị nha. Mã số là 415 giùm em. Cắt cành Yamamoto dài là 23 xăng ha. Em lên mã 416. Ở đây em có một cây cạp xéo Masakuni ha, 416, cạp xéo Masakuni. Cây này thì anh chị mình thấy cữ nó còn dư cả khúc ha, cữ nó còn hở cả khúc này. Và nguyên ram cái lớp sơn màu đen, ram đen bên ngoài Masakuni Make in Japan. Có dòng mã code tiếng Anh này. Rồi anh định thấy bên này có chữ Masakuni Make in Japan ha. Da nó láng mịn chứ, cây này là da form dáng này, láng mịn không vấn đề hết ha. Cữ là còn hở cả khúc này, đó. Rồi cái chốt, cái tán này rất là đẹp. Dày cu nè. Cử còn hở cái khúc xanh chị em. Đây nó chỉ một cái giấy sơ như này thì mình về mình thích dùng để lại xài hoặc là anh chị mình có thể mình spa. Lưỡi zin nha, bên em là không có mài lại gì đâu. Đánh móng sơ thôi. Lưỡi zin nha. Rồi, ram đen còn nguyên zin nè. Nó bị dấu sơ như thế này thôi nha chị nha. Đó. Chiều dài của cây cạp xéo Masakuni này là size 17 xăng. Chốt giùm em mã số là 416 nha. 416. 417, em lên một cây cạp xéo của hãng là chất mát của Nhật, mã số 417 ha. Cây này thì gần như chưa xài anh chị em, cái cữ nó còn nguyên zin hở cả khúc bự này, đó, chữ Nhật đầy đủ, hàng chất mát của Nhật. Rồi, lưỡi đẹp anh chị em, lưỡi khít đẹp. Giống như đập hộp luôn. Cây này quá mới này. Nguyên cái lớp này cái lưỡi zin luôn nha anh chị em, nguyên sức zin luôn. Chiều dài của cây cạp xéo này là tầm khoảng là 16.7 xăng. Cây này chốt giùm em mã số 417 ha. Em đã lên tới mã 417 tập số 81. Anh chị mình thích mã nào nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên video giùm em. Bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Em xin chân thành cảm ơn.